Xin chào các bạn, mình là Tí Tiền Tỷ và hôm nay chúng ta lại tiếp tục với series AZK. Và ở đây thì mình đang sử dụng cái em quét dầu của mình để vận chuyển một cái chuyến hàng rất là nặng nề, gồm có hai con vẩu chúa T-Rex công nghệ test ở phía bên trên nè, một con màu đỏ với là một con màu xanh, và ở phía đằng sau thì có hai em bọ ngựa cộng với em heo để mình vận chuyển nó qua bên cái cây cột đánh boss nè các bạn. Bữa giờ thì mình cũng đã đi siêu tầm và chuẩn bị vật phẩm đánh boss rất là nhiều rồi, cho nên là trong tập ngày hôm nay thì mình quyết định là đánh hại cái con boss cấp độ đầu tiên luôn nha. Còn mình nè, đó, mình đang ngồi ở phía bên dưới cái sàn đó bạn, nhìn rất là con ro ở phía bên dưới rất là khổ sở nè. Còn mấy con bẩu chúa của mình thì mình để ở phía bên trên. Và bây giờ thì mình cũng đã đến với cái khu vực cây cột để có thể chịu hồi được boss nè. Chiến hàng này là chiến hàng cuối cùng đó các bạn. Trong thời gian giữa hai tập thì mình cũng đã vận chuyển những cái con bạo chúa của mình qua phía bên này nè, rồi đi chuẩn bị thêm vật phẩm đánh boss các kiểu rất là nhiều. Bây giờ thì mình chỉ cần cho nó xuống thôi. Đó, T-Rex của mình để ở bên đây rất là nhiều nè các bạn. Bây giờ thì cho nó xuống nha. Mình sẽ sắp xếp cho nó gọn gàng một cái để mình có thể mang theo được nhiều á. Ở trong này thì mình có ba con Yutiran ở trong này nè, với lại những con T-Rex robot của mình. Mình sẽ đem hai con này thêm nữa vô nữa nè. Đó, cho thêm hai con này xuống nữa nha. Đây, xuống phía bên dưới luôn. Mình sẽ sắp xếp cho nó gọn gọn một chút. Đó, cố gắng nhồi nhét thật là nhiều những cái con vô trong này để mình có thể đánh hại con boss nó dễ dàng hơn nha. Càng nhiều thì mình sẽ trở nên càng mạnh hơn á. Cho nên là mình sẽ chuyển nó vô luôn. Còn mấy em bọn ngựa này nữa thôi. Bọn ngựa thì mình đem qua hết phía bên này luôn nè. Mình có tất cả là 5 con á. Hai con ở trên con quét dầu với lại ba con ở phía bên dưới này nữa, mình còn để nó ở ngoài nè. Lát nữa thì mình sẽ chuyển nó vô trong luôn. Còn bây giờ thì nhanh nhanh một chút, đưa nó xuống phía bên dưới hết luôn nha. Rồi, mình có hai con nè, rồi hai con ở phía bên ngoài nữa. À, ba con ở phía bên ngoài chứ. Đây đây, ba con các bạn. Đây là bọn ngựa chiến thần của mình. Mình sẽ cố gắng đem nó vô phía bên trong nè, cho nó gần gần chút. Và mình có đem theo cái con người đá đó các bạn. Lát nữa thì mình sẽ thử nghiệm xem coi con người đá có được phép vô trong này đánh boss không nha. Thì mình sẽ quăng nó ra luôn đi. Đây, con người đá thì ở trong quả cầu nè. Ở đây thì không có đủ không gian cho nó, cho nên là mình sẽ quăng nó ở phía bên ngoài đi. Đó, em người đá của mình nè. Mình sẽ cho nó vô sát sát vô phía bên trong này chút. Hơi khó ha. Chỗ này chật chội quá là các bạn, không đủ diện tích để có thể cho nó vô, cho nên là lấn lấn vô phía bên trong chút. Con này cũng cố gắng vô phía bên trong chút luôn, để nhường chỗ cho cái con nha người đá của mình nó đứng nha. Đó. Còn lại thì mình cứ nhồi nhét những cái con bò ngựa của mình vô cho nó gần một chút. Đó, đi chui qua phía bên trong này luôn. Rồi, hình như là chỉ còn một em heo nữa thôi các bạn. Em quét dầu thì mình cứ để nó phía bên ngoài thôi. Còn em heo này thì sẽ giúp cho mình hồi máu nè, cho nên là mình sẽ đưa nó sát sát vô phía bên trong một chút. Rồi, tất cả mọi thứ cũng đã ok hết rồi các bạn. Mấy con này thì có thức ăn ở trong này hết rồi, mình đã chuẩn bị thức ăn cho nó. Bây giờ thì còn cái gì nữa không? Chắc là đủ rồi đó các bạn. Mình chỉ cần lấy vật phẩm ra thôi. Vật phẩm đánh boss thì ở trong người của em trái cá này nè. Thì trong thời gian giữa hai tập thì mình cũng quay trở lại những cái hang động đó để săn tìm thêm những cái vật phẩm nè. Bây giờ thì mình chỉ lấy mỗi thứ một cái ra thôi, vừa đủ xài thôi là được. Rồi, mỗi thứ một cái thôi nha. Rồi, pick up cái em trái cá này của mình lên. Rồi, vô phía bên trong này bỏ vô thôi. Ở chỗ này thì nó hơi vướng quá, cho nên là mình sẽ cho nó qua phía bên đây một chút. Ở chỗ này bây giờ thì chật chội quá đó các bạn, cho nên nó hơi vướng díu. Rồi, được rồi nè, mình sẽ bỏ vật phẩm vào trong này luôn, tất cả vào trong này á. Trong này thì mình có thể chọn được cấp độ đầu tiên là cấp độ đơn giản nè, cấp độ trung bình và cấp độ khó. Cấp độ trung bình với là cấp độ khó này thì mình chưa có săn thêm những cái con alpha khủng long alpha đó các bạn, cho nên là chưa có đủ vật phẩm. Mình mới chỉ có những cái vật phẩm cơ bản thôi, cho nên là mình sẽ chịu hồi cấp độ đầu tiên này luôn. Đó, cấp độ đầu tiên đã được kích hoạt thì mình sẽ lên phía bên trên đại một con khủng long rồi đó để mình ngắm nhìn thôi. Hiệu ứng thì cũng giống như series lần trước á, khi mà mình kích hoạt lên thì nó sẽ tạo ra một cái quả cầu nhìn rất là đẹp nè. Đó, nó sẽ từ từ cooldown trong vòng 13 giây nữa thôi, mình sẽ được chuyển tới chỗ đánh boss nè, để xem coi trong phần chơi này chỗ đánh boss có đẹp không nha. Chờ đợi chút thôi, con quét dầu thì mình cứ để nó ở phía bên ngoài đi. Và còn một giây nữa thôi. Rồi, mình được dịch chuyển đến khu vực đánh boss rồi. Và trong này thì ui, thấy có rồng mà kìa. Nhưng mà mình sẽ chuyển hướng sang cái con Yutiran để cho nó búp đam lên nha. Rồi, búp đam lên nè. Rồi cho nó đi ra phía bên ngoài đi. Khu vực này thì hơi tối cho nên là mình sẽ cho gamma lên là 4 cho nó sáng sáng một chút. Và tấn công rồi. Tấn công con rồng rồi. Và mình quên cho cái em heo của mình bật cái tính năng là bơm máu lên rồi. Nhưng mà không sao đâu, tấn công luôn.
Ủa, nó bay lên phía bên trên rồi. Và cái cầu này thì bị gãy rồi. Và mình sẽ ra lệnh cho nó tấn công nha. Mình ở ngoài mình búp đam lên. Mình sẽ sử dụng Utiran của mình để tăng sức mạnh cho những cái con khủng long của mình ở phía bên trong. Rồi, làm cho nó hoảng loạn luôn. Ủa, ui mấy con này nó bay dữ lắm. Và có cả người đá nữa kìa. Và ui con rồng. Con rồng nó còn có nửa cây thôi. Và con này thì nhìn, ui, nhìn nó giống như một con sư tử và có cái cánh của con rồng. Cái người của nó là sư tử các bạn, còn cánh của nó là cánh của con rồng. Và nó lại có cái đuôi giống giống cái đuôi của con bọ cạp á. Mình sẽ ra lệnh cho nó tấn công luôn nha. Nhanh nhanh một chút. Mình thấy có sự góp mặt của những cái con người đá ở trong này nữa. Góp sức mạnh lên nè. Và người đá của mình hình như là không có được phép vô trong này đánh boss hay sao rồi. Chỉ có người đá ở trong này thôi. Và tấn công con người đá luôn nha. Mình sẽ chạy ra phía bên ngoài một chút. Cháy quá, cháy quá. Nó đánh lửa nè. Rồi có một con sắp chết rồi. Mình sẽ đánh con này cho nó chết trước cái đã. Nó sắp chết thì mình sẽ cho nó chết luôn. Mình sẽ đi ở phía bên ngoài để cảm phụ nha. Rồi, ok, được một con đầu tiên rồi các bạn. Còn con rồng nữa thôi. Ui, con rồng. Con rồng cũng đã chết luôn rồi. Quá là đơn giản các bạn. Có vẻ như mấy con này của mình hồi nó đánh kìa. 9.000 mấy đam luôn hả? Wow, mình nhìn thấy có con 9, con số 9.500 các bạn. Trời ơi, mình búp đam lên cho nó rất là mạnh luôn. Và đây là cái thẻ bài của con rồng nè. Đấy, xong rồi đó hả? Ôi, vậy là xong rồi nè. Ba cái xác của con rồng nè. Và đây thì những em bọn ngựa của mình, mình sẽ ra lệnh cho nó đi ra phía bên ngoài nha. Khu vực đây thì mình chỉ còn 31 giây nữa thôi là mình sẽ được dịch chuyển ra phía bên ngoài. Và đây là xác của con rồng. Con rồng nó chết, nó ngoéo cái cổ vô phía bên trong nè. Và cái miệng của nó nè. Wow. Ở khu vực này thì ở đây thì có những cái cây nhìn rất là lạ nè. Cây này nó bị lỗi hình ảnh hay sao á. Và đây là có một cái chiến hàng bị mấy con chắc là mấy con rồng nó tấn công á. Và trên cái xe này thì có cái súng. À, cái súng nỏ các bạn. Cái súng để bắn tên nè. Ở trong này thì chỉ là một cái khu vực như là một cái ngôi làng á. Mình thấy rồi, nó có những căn nhà nè. Ngôi làng bị tấn công hay sao á. Và mình cũng đã được dịch chuyển ra phía bên ngoài sau khi mà đánh xong nè. Vậy là em người đá của mình nó không được phép cho vô đánh boss rồi. Ở đây thì sáng quá, để mình giảm cái độ sáng xuống nha. 2.5 thôi. Đó, vậy là được. Và mình đã có được gì đây? Kiểm tra xem. Mình thấy rất được cây cờ nè. Và có skin nè. Ui, skin cho cái khiên nè các bạn. Với lại đầu của con nè. Đầu của hai con boss các bạn, con rồng nè. Với lại cái con nãy nè, giống giống cái con sư tử nè. Nhưng mà nó có sừng. Nó là con sư tử, có cánh và có sừng. Và đuôi thì của con bọ cạp nữa chứ. Ghê lắm. Hội tụ những cái vũ khí quỷ diệt. Còn đây là đầu của con rồng. Và mình có được cho mình mấy cái 65 cái element thôi. Và đây là skin cho cái khiên, cho nên là mình sẽ lắp vô thử nha. Đây rồi, cái khiên đây rồi các bạn. Kiểm tra thử xem coi. Wow, đi xuống phía bên dưới để coi. Wow, cái khiên nè các bạn. Khiên nhìn hình cái đầu của con boss hồi nãy nè. Và ở đây thì sử dụng cái khiên này che lại một cái là hết thấy gì luôn nè. Rồi, hết thấy đường luôn. Skin này có vẻ như nó hơi khuất tầm nhìn của mình chút. Trong khi cái này thì nó không có bị khuất tầm nhìn đâu. Cái khiên này nhìn rất là xịn luôn nha. Nó không có khuất tầm nhìn nè. Đây, cái khiên của mình mặc định là nó như vậy nè các bạn. Đó, nhìn rất là hiện đại và rất là xịn. Nhưng mà sau khi lắp skin vô thì hết nhìn thấy gì luôn. Nhưng mà được cái thì nhìn nó đẹp. Nó hợp với cái nón chiến binh của mình nè. Đó, cái bộ giáp kia thì của mình bị hư rồi các bạn. Cho nên là mình đã chuyển sang sử dụng cái bộ giáp chi tên. Và hồi nãy hình như là mình thấy mình có unlock cái công thức chế tạo cái quả cầu năng lượng. Với lại cái bộ giáp element thì phải. Để mình coi coi. Đây là quả cầu nè các bạn. Quả cầu năng lượng nè. Mình cần có 150 ngọc dây đen với lại 600 crystal và element. Element thì cần tới tận 100 cái. Mà ở đây thì mình có mới có 65 cái thôi các bạn. Vậy là không có đủ để chế tạo được cái quả cầu này rồi. Và cần có tới tận 5.000 metal và 800 polymer. Metal với polymer thì mình có thể farm được nè. Crystal cũng farm được. Ngọc chai đen thì cũng farm được. Nhưng mà element thì mình bị thiếu. Bây giờ muốn có thêm element á thì mình có thể đánh thêm cái cấp độ tiếp theo nè. Cấp độ trung bình nè. Nhưng mà cấp độ trung bình này thì mình cần phải đi farm những cái con alpha khủng long rất là nhiều. Mình thì mình chưa có đủ, cho nên là chắc là mình sẽ farm thêm một lần nữa ở cấp độ dễ các bạn. Farm thêm cấp độ dễ một lần nữa thì mình sẽ có được thêm. Ở đây là mình sẽ đủ chế tạo quả cầu á. Mà mình thì mình muốn chế tạo quả cầu luôn trong tập ngày hôm nay. Chắc là mình sẽ tháo cái khiên xuống đi. Mình sẽ sử dụng luôn cái phần của mình đang còn nè. Đây mình còn một phần nữa các bạn. Một phần để đánh boss nữa nè. Cho nên là mình sẽ lấy ra luôn để sử dụng nha.
Cái này thì mình sẽ đi săn tìm lại sau đi. Cái này bây giờ thì mình cũng đã biết chỗ farm cũng như là biết chỗ để lấy và biết đường để đi tìm rồi các bạn. Cho nên là đi tìm cái này thì cũng nhanh lắm. Đi ra đi vô thôi là mình sẽ có được vật phẩm trong cái những cái hang động á. Còn đây thì thiếu. Ờ à, bị thiếu một cái hả? Ôi tiêu rồi. Thiếu một cái trong này còn không? Trong này à còn đấy các bạn, hên quá. Trong này vẫn còn thì bỏ vào trong này luôn nha. Chắc là mình sẽ đánh thêm một lần nữa đi. Con này thì nó cấp độ này nó cũng dễ. Cho nên đánh thêm một lần nữa nha. Có con nào đứng ở ngoài không? À, con này ở ngoài nè. Cho nó vô trong này luôn nha. Rồi. Bây giờ thì nó không còn gọn gàng và đẹp như hồi nãy nữa. Nhưng mà cũng có thể vẫn có thể đi hết đúng không? Rất là tiếc là cái con ui có mấy con chĩa đầu ở phía bên ngoài kìa. Con người đá của mình thì nó không có được phép vô đánh boss rồi. Nhưng mà có mấy con này thì cũng được. Mình sẽ cho cái em heo của mình bật cái tính năng của nó một hồi máu lên cái. Đây đây, bật cái tính năng hồi máu lên nha. Rồi, hồi nãy mình quên. Bây giờ thì bật lên rồi đó. Nó sẽ giúp cho mình hồi máu. Bây giờ thì đi ra phía bên ngoài thôi. Ra lệnh cho nó ra phía bên ngoài. Và mình sẽ búp đam lên cho nó nha. Đó, con rồng kìa. Ở trong này thì hơi tối cho nên là sẽ cho cái gamma lên là 4 cho nó sáng sáng một chút. À, búp đam lên luôn. Tấn công. Tấn công con sư tử rồng trước cái đã. Mình sẽ gọi con này là con sư tử rồng nha. Nó có cái đuôi bọ cạp nữa. Còn là những vũ khí quỷ diệt không à. Lại lại. Tấn công nó luôn. Wow, nó đánh nhanh kìa. 2000 mấy đam các bạn. Và nhìn đam nó nổi lên rất là đã luôn nè. Một đùi đam xanh lè luôn. Nó ra lệnh cho nó đánh cái con này trước đi. Con quỷ sư tử này trước nè. Đó. Đứng ở ngoài mình búp đam thôi. Lâu lâu thì mình chạy cho mình cạp phụ một cái. Ôi ơi, nó phun lửa màu tím đồ các kiểu đẹp ghê luôn kìa. Có cả người đá nữa. Lâu lâu thì nó bay lên phía bên trên. Nãy giờ thì mấy con T-Z của mình không biết nó có bị yếu không nữa. Và chết con đầu tiên rồi nè. Ở cấp độ dễ này thì cũng dễ farm nè. Farm cũng nhanh mà còn con rồng nữa thôi. Con rồng thì đó xong rồi nè. Đây là con sư tử nè. Sư tử có sừng. Rồi chờ đợi con kia nó xuống nữa nha. Dưới này thì đang có người đá nè. Và con rồng thì nó ở trên kia rồi. Tấn công lên luôn. Bơm, búp đam lên cho nó nha. Rồi, dí heo luôn. Đó, tấn công. Mà búp quảng lọn lên cho con rồng nó sợ. Con rồng chắc là nó sẽ không có bị quảng lọn đâu. Cho nên là mình vô mình cạp luôn. Wow, đánh con rồng lên được 5200 nè. Hồi nãy mình thấy hình như có 9000 luôn á. À, có 6000 kìa. Có 6000, có 5000. Nhưng mà chưa thấy có con số 9000. Rồi, xong rồi. À, có 9000 kìa. 9.513 các bạn. Rồi xong. Quá là đơn giản và mình đã có được cho mình 130 cái. À, ok, ngon rồi các bạn, đủ rồi. 100 rồi, con T-Rex thì của mình, à con Utidan thì của mình nó lên cấp nè. Mình sẽ cộng thêm cho nó máu lên nha. Thêm đam lên nữa nè. Rồi máu cho nó lên 60.000 luôn đi. Đó lên 61.000 luôn. Cộng thêm cái này lên nữa. Rồi xong. Ở đây thì chờ đợi thôi. Ở đây thì mình sẽ sử dụng cái em Utidan để đi xung quanh nha. Ở trên này thì có một cái xe ngựa nè, hình như là cũng có một cái cây súng nỏ luôn. Còn ở phía bên dưới này mình thấy như là một cái ngôi làng đó các bạn. Ở phía bên trên thì mình thấy có cái cục gì trên này nè. Hình như trong này thì thường là chỉ có những cái cảnh quan thôi, làm cho đẹp đó. Trong này thì nó hơi tối, mình sẽ xuống phía bên dưới này thử coi. À ở đây thì chỉ là cái cảnh thôi, không có loot được cái gì hết à. Ở đây thì có xác người nè. Ủa, xác người bị cháy khô luôn. Hình như là mấy con rồng nó tấn công vô ngôi làng và nó tàn phá ngôi làng á. Mình là người đến giải cứu ngôi làng. Nhưng mà rất là muộn. Ngôi làng đã tan hoang rồi. Ở đây thì ra phía bên ngoài rồi cho nên là mình sẽ giảm cái gamma xuống một chút đi. Cho nó đỡ chói nha. Ở đây thì nó tối tối một chút cho nó dịu dịu một chút cho nó đẹp. Rồi đi ra phía bên ngoài thôi. Bây giờ thì mình đã đủ rồi các bạn. Mấy con này chắc là mình sẽ để lại ở đây đi. Sau này mình còn phải đánh thêm cái cấp độ là cấp độ trung bình với là cấp độ khó nữa đó. Cho nên là cứ để ở đây thôi. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng em quét dầu của mình để bay thẳng về nhà luôn nha. Mấy con đó thì cứ để ở đây đây thôi. Mình sẽ về nhà của mình để mình chế tạo luôn quả cầu trong tập ngày hôm nay. Không biết là mây tò của mình trong thời gian mà bữa giờ đó các bạn thì mình cũng có đi farm thêm mây tò bỏ vào trong cái lò nung để mình nấu á. Nhưng mà không biết có đủ hay không. Mình cần cái tận 5000 mây tò. Thôi ơi. Với lại polymer nữa. Polymer thì mình có thể đi farm từ những cái con chim cánh cụt hoặc là con bọ ngựa đó. Cái đó thì cũng dễ rồi, không có vấn đề. Nói chung là farm được hết rồi các bạn, cho nên là mình sẽ về chế tạo nhanh nhanh luôn nha. Rồi mình cũng đã về tới nhà rồi các bạn, mình sẽ cho em quét dầu của mình hạ cánh ở phía bên ngoài nha. Đây rồi, hạ cánh ở đây luôn. Bây giờ thì đi vô phía bên trong, mình sẽ kiểm tra công thức ở trong này xem coi. Cái bàn Parakeeter của mình nè, thì có đủ không?
Mình có đủ ngọc trai đen nè các bạn, crystal với lại element. Element thì bỏ vào trong này đủ 100 cái nè, còn thiếu crystal với lại polymer với lại metal thôi. Metal thì mình đang nấu ở phía bên ngoài này trong cái lò này nè. Đó, wow, trong này thì nhiều nè, chắc là cũng đủ á. Crystal thì ở phía bên đây, mình sẽ lấy crystal trước đi. Crystal thì còn có nhiều nhiều một chút. Đó, hình như là mình cần 700 cái crystal đúng không? Trong này nè, trong này thì mình sẽ có 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái. 600 cái crystal, dư 20 cái mình sẽ lấy ra luôn. Còn mấy cái linh tinh trong này chắc là mình sẽ lấy ra đi, nhường slot cho mấy cái kia nha. Mình chỉ cần thiếu metal thôi, mình sẽ vận chuyển metal vào phía bên trong này bằng cách là sử dụng người của mình thì vận chuyển một lần được có 2 stack thôi. Cho nên là mình sẽ sử dụng em chim điêu này nè. Đó, để đi ra phía bên ngoài nha. Mình sẽ cho em chim điêu của mình đứng gần ở đây một chút. Rồi mình sẽ vận chuyển bằng cái cách này nó sẽ nhanh hơn. Và trời ơi, không có e vào trong người của nó được. Nó xa quá. À được nè. Được nè các bạn. Đó, ngon lành liền. Bỏ vô bên đây liền. Rồi, lấy luôn nha. Lấy hết luôn đi. Bữa giờ thì nấu tích trữ nè. Không dám chế tạo cái gì luôn đó các bạn. Không dám chế tạo súng ống gì hết để dành lại. Và ui. Em chim điêu của mình nó cũng nặng luôn nè, nó bay không nổi luôn á. Rồi cho nó đi sát vô trong này luôn á. Bây giờ thì lấy ra hết. Mình sẽ lấy hết ra metal ra. Trong người em chim điêu thì chỉ có metal thôi, cho nên là mình cứ lấy hẳn ra rồi sau đó thì quăng vô trong này. À, đủ rồi nè các bạn. Chỉ cần thiếu element nữa thôi. Element thì bỏ ra trong này một cái. Đủ element, vậy là mình còn thiếu polymer. Polymer thì mình có thể lấy từ oxen. Oxen thì nó hơi ít. Có bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu nha. Trong này thì chủ yếu là xi măng là nhiều, chứ còn polymer thì không có được bao nhiêu hết à. Mỗi một con được có 2 cái thôi các bạn. Xi măng thì được nhiều mà. Rồi ơi, ok. Chắc là phải đi farm thêm rồi. Xi măng thì được nhiều mà polymer thì không có bao nhiêu hết. Bỏ trong này một cái nữa là xong. Con em bên đây thì sao, có không? Bên đây thì có nè các bạn, còn nè. Mình bảo quản ở trong này nè. Thì còn một ít thôi. Mình cũng bỏ ở trong này luôn. Chắc chắn là phải đi farm thêm nhiều nhiều chút rồi. Thôi thì mình sẽ sử dụng cái em chim điêu của mình để đi farm luôn cho nhanh nhá. Bây giờ thì mình có hai cách farm. Một là farm từ những cái con rái cá. À, farm từ những cái con chim cánh cụt. Hai là đi farm bên núi lửa. Chắc là mình sẽ qua bên cái chỗ cái khu vực khe núi lửa đi. Mình farm những cái con như là cái con bọ ngựa đó. Bên đó thì có nhiều lắm. Rồi mình đã đến với khu vực khe núi lửa rồi các bạn. Bên đây thì có những con bọ ngựa, mình sẽ hạ cánh xuống để chiến đấu với nó luôn. Hay rồi. Đó, bọ ngựa ở đây thì rất là nhiều luôn. Và nó tấn công thì cũng rất là dữ dội. Nhưng mà không sao đâu, em chim điêu của mình thì rất là mạnh. Đây rồi, hai con luôn nè, ngon chưa? Tất cả là mình sẽ có được ba con. Một con thì mình sẽ được 100 mấy á. Đánh thì mới đây được 200 mấy rồi nè. Mình sẽ đi tìm thêm nha. Ở dưới này thì đa phần là mấy con bọ cạp là nhiều. Và có bọ ngựa thì mình sẽ đáp xuống để chiến đấu solo với nó luôn. Đó, ăn thịt nó luôn. Đây nè, nhảy vô. Mấy con bọ ngựa này nó rất là hổ báo các bạn. Nó thấy mình là nó nhảy vô, nó chiến liền à. Còn dưới đây thì bọ cạp. Bọ cạp thì không phải là mục tiêu của mình quan tâm, cho nên là mình sẽ bỏ qua luôn. Còn đây nè, đây rồi. Lượn vòng vòng nha. Đó, thả nhiều vòng vòng để cạp nó luôn. Mấy con bọ cạp này thì nó đánh ngủ ghê lắm, cho nên là né né nó ra một chút. Phía bên dưới thì lại có nữa nè, có rắn nữa nè. Mình sẽ vừa bay vừa tấn công luôn. Rồi ăn thịt luôn cho nó nhanh nha. Rồi có thêm nữa nè. Đánh một con thôi các bạn, mấy con kia nó sẽ bu lại, nó tấn công mình. Rồi, con chim điêu này của mình chắc là nó không có đến mức bị ngủ đâu, cho nên là đứng dưới này solo luôn cũng được. Rồi còn con nào nữa không? Hình như là khu vực này hết rồi đó. Và mình đã có được cho mình rất là nhiều dưới này rồi nè. Đó, nhưng mà chưa đủ đó các bạn, mình còn phải farm thêm một ít nữa. Farm thêm nhiều nhiều một chút nữa mới được. Ở bên đây thì chỉ có mấy con bọ cạp thôi. Và bên đây nè, đây rồi. Sao nhiều nhiều chút mình đem về mình để dành luôn. Sau này mình cũng sẽ còn á. Bên đây nhiều nữa các bạn. Wow, 4-5 con nhiều bên đây luôn á. Mình sẽ vô chúng giữa trung tâm nha. Ở trên nữa kìa, trời ơi. 5-6 con nhiều bên đây luôn á. Farm hết cái bầy này thôi là chắc là cũng sẽ đủ nè. Đó, nhảy vô đây cưng. Đúng rồi, bu vô. Bu vô đây. Nó đánh gần như là cái con chim điêu kia này của mình. Nó xong có xi nhê luôn nè. Con chim điêu của mình rất là trâu bò. Ăn thịt luôn. Rồi bây giờ thì sau khi farm đủ rồi thì mình có thể bay về nhà nè. Nhưng mà trên đường về thì mình thấy có một con dưới này nữa. Thấy ghiền quá cho nên là tấn công luôn. Rồi ăn được 100 mấy của nó nè. Rồi cái xác của nó cũng xong rồi cho nên là thôi bay hẳn về nhà luôn để mình chế tạo quả cầu luôn nha. Mình sẽ nghiên cứu xem coi mình sẽ đặt quả cầu ở đâu nữa. Nghiên cứu xem. Chắc là mình sẽ đặt đối diện với lại cái lò nung metal của mình đó các bạn. Cái khu vực ở phía bên đó thì mình sẽ làm nhà kính nè. Rồi sau đó thì mình sẽ sử dụng nó để làm cái khu vực gọi là khu vực máy móc.
Đó, quả cầu năng lượng ở phía bên trong là hợp lý luôn á. Rồi mình cũng đã về tới nhà rồi các bạn. Bây giờ thì đi vô xác xác vô phía bên trong chút để mình lấy một lần ra luôn cho nhanh nha. Lấy một lần hết tất cả những cái polymer trong này ra luôn cho nhanh nè. Đó, chỉ một phát một ra phía bên ngoài. Rồi sau đó thì mình sẽ cũng tìm polymer luôn để mình chỉ một phát một vô phía bên trong luôn là đủ. Mình cần phải có dầu nữa hả? Bỏ dầu ở trong này. Và trong này thì bị full rồi. Và polymer thì dư rồi nè. Lấy ra một ít, bỏ bình dầu vô để bật cái máy lên. Rồi, chế tạo thôi. Đó, ôi ôi, tốn kém kinh khủng luôn đó. Quất một phát hết sạch luôn rồi nè. Mình còn dư trong này nè. Rồi, tắt cái máy này luôn nha. Lấy quả cầu ra phía bên ngoài. Rồi, phần polymer còn dư này thì chắc là mình sẽ bỏ bên người của em cá sấu ở phía bên đây để cho nó bảo quản đầu cho mình nha. Con này bây giờ nó như một cái kho bảo quản đồ vậy đó các bạn. Polymer thì mình sẽ bỏ ở trong này hết luôn. Rồi, xong rồi đó. Để nó giúp cho mình bảo quản lâu hơn nha. Rồi, còn những cái đồ linh tinh thì chắc là cất lại trong này thôi. À, xi măng đồ này các bạn. Rồi, mấy cái linh tinh này thì cái khiên đồ nữa. Cái chân dịch nữa nè, cất dầu ở trong này luôn. À, cái đó thì tính sao đi các bạn. Bây giờ thì mục tiêu chính của mình là quả cầu. Mình sẽ đem quả cầu ra. Mình dự định là mình sẽ xây dựng nó ở phía bên ngoài nè. Đó, để đặt ở phía bên đây. Nhưng mà em quét dầu của mình ở đây thì chiếm chỗ quá cho nên là mình sẽ đem nó lên phía bên trên đi. Đây, cho nó đậu lên phía bên trên này luôn nha. Con quét dầu này là mình sử dụng nó để đi farm metal nè. Mình cứ để nó phía bên trên thôi. Và bây giờ thì nhảy xuống phía bên dưới. Ây da, hơi mất máu một chút nhưng không sao. Ăn dòng cá cho hồi phục lại. Ở đây thì quả cầu đây rồi các bạn. Quả cầu thì mình sẽ canh cho nó ngay chính giữa chút cho nó đẹp đẹp nha. Nó hơi xíu xíu rồi phải. Qua phía đây chút. Tạm ổn rồi đó. Mình sẽ cho nó ngay chính giữa cái sàn này chút bằng cách là ra phía bên ngoài. Nhìn ổn chưa? Mọi thứ cũng đã ổn rồi đó. Bấm một phát. Bấm một cái. Wow. Đây rồi các bạn. Quả cầu tốn kém kinh khủng 5000 mi tàu của mình đây rồi. Mà trong này thì mình đã unlock được công thức sau khi đánh boss á, được cái quần với lại bao tai nè. Rồi cái yên cho cái con khủng long bay của mình đó nè. Bây giờ thì mình còn 30 cái này thôi. Và cái quần này thì cần có 20 cái. Bao tay thì cũng cần có 20 cái nè. Bây giờ chế tạo cái nào trước? Chắc là mình sẽ chế tạo cái quần trước đây các bạn. Mình sẽ còn 20 cái thì mình sẽ sử dụng cho cái quần luôn nha. Đây cần có thêm crystal, ngọc trai đen và metal nữa hả? Metal thì phía bên đây thì nấu có thêm nè. Lấy hai stack qua phía bên đây để bỏ vào trong này luôn. Để chế tạo luôn nha. Chế tạo thử cái quần trước đi. Sau này mình đủ một bộ thì mình sẽ test nó luôn. Mà cái bộ đồ này thì mình có test ở trong series lần trước rồi. Cực kỳ OP, cực kỳ bá đạo luôn á. Đây thì mình cần có ngọc trai đen đúng không? Ngọc trai đen thì mình sẽ lấy theo nè. Rồi còn có cái gì mình quên mất tiêu rồi. Ngọc trai đen rồi polymer đồ nữa. Đúng rồi, polymer thì mình sẽ lấy thêm một ít ra nè. Bỏ vào phía bên trong này đi. Mình sẽ chuẩn bị từ từ các bạn. Quên mất tiêu là mình cần có cái gì rồi. Cho nên là cứ chuẩn bị từ từ thôi. Trong này thì cần có thêm 20 cái nữa thôi là đủ. Lấy thêm 20 cái nữa cho nó dư dư chút. À, crystal nữa hả? Crystal thì hình như là mình nãy mình cất ở trong này rồi. Lấy hai tắc ra phía bên ngoài nữa thôi là đủ. Mình sẽ chế tạo được cái quần công nghệ test đầu tiên luôn. Bật cái này lên một cái. Đó, chế tạo luôn các bạn. Ôi ơi, nó chế tạo rất là nhanh luôn. Mình đã có cái quần công nghệ test đầu tiên nè. Lấy ra phía bên ngoài luôn. Để thử xem coi. Mặc lên thử các bạn. Ở đâu rồi? À đây rồi nè. Đây rồi. Quần công nghệ test này, cái quần này thì cần phải có năng lượng thì mới có thể sử dụng được. Nhưng mà đây rồi. Sau này mình đủ một bộ đó các bạn thì mình sẽ sạc năng lượng cho nó để mình sử dụng. Còn bây giờ thì lấy hết cái phần element trong này ra. Để không nó sẽ tiêu tốn hết luôn đó. Còn có 9 cái thôi các bạn. Vậy là mình cần phải đi farm thêm rồi. Mình có thêm được mấy cái cờ này nè. Cái cờ này thì chắc là cắm đại ở đây đi. Đó, phía bên đây một cái nữa nha. Rồi ok. Hai cái hai bên. Và mình có mấy cái đầu của con boss nữa nè. Hai cái đầu, mỗi loại hai con. Vậy là mình sẽ chế tạo thêm. Mình sẽ lấy thêm xi măng ở trong này ra để mình chế tạo nha. Mình sẽ chế tạo cái đồ để mình có thể treo cái đầu con boss lên á. Để làm cảnh cho cái chỗ này của mình, căn cứ của mình đẹp hơn. Mình cần có thêm gỗ nữa. Gỗ thì trong này lấy nhiều nhiều chút. Rồi chế tạo luôn cái đồ để treo cái đầu lên thì nó đây nè. Mình sẽ chế tạo 4 cái luôn. Rồi thiếu cái gì rồi? Hình như thiếu gỗ á. Mình sẽ lấy thêm. Rồi ok, đủ rồi đó các bạn. Mình sẽ treo ở đâu đây? Ở đây thì mình treo cái đầu của con boss gì nè. Boss Dead Worm bạn, Ai Worm á. Nhưng mà nhìn cái đầu của nó giống mấy con Dead Worm thôi. Đây thì có thêm nè, đây treo lên luôn nha. Treo hai bên đi.
Ở đây thì bây giờ thì đó được nè. Nó hơi đỏ một chút nhưng mà cũng có thể lắp lên được. Và mình sẽ bỏ cái đầu con rồng vô trước đi. Đó, ngon lành rồi các bạn. Con rồng cấp độ dễ thì nó màu xanh xanh tím tím. Ở bên đây thì cũng là đầu của con rồng luôn đây. Rồi, ngon lành luôn. Ở phía bên dưới này nè. Ở phía bên dưới này thì mình có treo lên tường được không? Nó không cho mình treo lên tường rồi. Bắt buộc là mình phải treo ở phía bên trên nè. Cho nên là mình sẽ treo nó ở phía bên này đi. Ở đây nha. Treo phía bên này một cái. Rồi, bỏ cái đầu vô trong này luôn. Đó, đây là đầu con sư tử nè các bạn. Sư tử rồng. Nhìn răng của nó nè. Rồi tắt cái này đi thử xem coi. Ôi mắt của nó màu vàng vàng các bạn. Và nó có sừng nè, bốn cái sừng luôn. Hai cái sừng ở phía bên dưới dài. Còn cái sừng ở phía bên trên thì sừng ngắn. Nhìn nó giống như ác quỷ vậy đó, ghê quá. Và mình sẽ treo ở phía bên đây một cái luôn. Là mình sẽ có được hai cái hai bên. Canh cho nó ngay ngay nha. Đó, sang ở phía bên này một cái. Và phía bên đây thì nó bị vướng quá vậy. Nó bị vướng quá cho nên là mình sẽ đặt ở phía bên trên này luôn đi. Rồi, lên phía bên trên luôn. Bây giờ thì làm sao đây? Leo lên trên cái bàn nè. Nhảy lên trên này để bỏ vô luôn. Mình tính là lắp hai cái hai bên nhưng mà nó bị khuất tầm nhìn quá. Cho nên là cứ để nó ở phía bên đây thôi. Đây, đó. Phía bên đây thì nó hơi bị vướng vướng này cho nên là thôi, để ở phía bên đây thôi. Nó ngay chỗ cái bàn chế tạo của mình cũng đẹp. Và mình còn có hai lá cờ nữa. Mỗi lần thì mình đánh gần như là hai con boss đó các bạn. Cho nên là có hai lá cờ nè. Lá cờ này thì cắm ở phía đằng trước này đi. Để ở phía đằng trước này nha. Đây rồi, để xác xác vô phía bên đây một cái. Ổn chưa? Đó, bên đây một cái nữa. Ở đây thì nó hơi vướng cái máng ăn chút nhưng mà không sao. Đó, ngon lành luôn. Dưới này thì cái chỗ chứa thức ăn của mình thôi. Ở phía bên ngoài này thì cái quả cầu đó các bạn, nó còn năng lượng á. Cho nên là nó cứ tiếp tục xây xây xây, nó xây liên tục thôi. Cho tới khi nào nó hết năng lượng thì nó sẽ ngừng trở lại. Ở trong này thì mình có thể chế tạo thêm được cái tai nữa nè. Nhưng mà mình hết cái element rồi. Element trong này thì mình còn có 9 cái thôi. Và ở đây là cái yên cho cái em khủng long bay của mình nè. Nhưng mà nó cần tới tận 55 cái element là vẫn không đủ chế tạo luôn. Vậy là không có đủ chế tạo rồi. Còn những cái vật phẩm ở dưới này thì linh tinh nè. Như là chế tạo cái phần element. Element thì chỉ có hai công thức thôi các bạn. Chế tạo ngược qua, chế tạo ngược lại nè. Rồi mình sẽ kiểm tra xem coi mình có học được công thức chế tạo element không nha. Trong này thì cái ele đây rồi. Trong này thì mình có nhiều cái khác nhau nữa nè. Mình sẽ chọn hết vô luôn. Ở trong này thì có những cái công thức mà kiểu như nó đen đen á. Nó đen đen như vậy là mình không có học được. Phía bên đây thì có công thức chế tạo element nè. Ở cấp độ 55 với lại 58 nhưng mà nó bị đen thui à. Hình như là nó ở bên cái map này nè. Đó, cái map này thì mình chưa có cài DOC, mình chưa có mua DOC của cái này đó. Cho nên là không có chế tạo được. Rất là tiếc luôn á là không có học được nè. Còn ở phía đằng sau này thì không có. Phía đằng sau này có những cái công thức khác nữa nè. Ở đây thì không có chế tạo được rồi. Hơi là tiếc một chút. Chắc là mình cần phải đi farm đi các bạn. Mình sẽ chuyển hướng sang đi farm. Trong thời gian mà mình rảnh chắc là mình sẽ đi vào trong những cái hang động á. Mình sẽ săn tìm thêm những cái vật phẩm đánh boss nè. Để mình có thể có thêm được vật phẩm. Bây giờ thì cũng biết đường các bạn, biết chỗ để farm rồi. Cho nên là farm những cái vật phẩm này nó cũng nhanh. Chỉ cần chạy ra chạy vô mấy cái hang động thôi là mình sẽ có được. Cũng như là chắc là sau tới thì mình cần phải đi săn thêm những cái con khủng long đó các bạn. Để lấy thêm vật phẩm đánh cái con boss cấp độ khó hơn. Cấp độ trung bình với cấp độ khó đó. Để có được nhiều element hơn. Chứ còn đánh cấp độ dễ thì nó ít quá. Không có đủ để chế tạo rồi. Như vậy là trong tập ngày hôm nay các bạn. Thì mình cũng đã đánh hạ được con boss ở cấp độ dễ nè. Lấy được cho mình element về và chế tạo được một quả cầu. Nhìn cũng rất là đẹp các bạn. Đó. Còn bây giờ thì mình sẽ tạm dừng cái video này tại đây thôi. Nếu các bạn cảm thấy thích cái phần chơi này của mình thì hãy ủng hộ mình bằng cách để lại cho mình một like và một đăng ký kênh để mình có động lực làm thêm những cái video tiếp theo cho các bạn cùng xem nữa nha. Còn bây giờ thì bye bye.